Chào mừng các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình này góp nhận 0.3 tốc cần 0.03 tốc cần NKR 1 NKR bằng 23 BNB nha các bạn. Con này chạy trên 8 Smart Chain BNB. Để tham gia dán hôm nay các bạn click phần link mô tả bấm nút start nha các bạn. Sau khi các bạn bấm nút start xong các bạn lướt cấp tra nha các bạn. Sau khi lướt cấp tra xong nhiệm vụ đầu tiên các bạn vô kênh group controller nè các bạn. Rồi vô kênh group nè, kênh controller nè. Rồi các bạn join vào. Rồi các bạn cũng follow Twitter nha các bạn. Rồi các bạn cũng like và tôi quýt nữa các bạn, gì mình like tôi quýt rồi luôn. Mình làm cái video bị lỗi rồi nên mình làm lại nữa đó. Rồi các bạn cũng bắt up lên nha các bạn. Các bạn cũng vào đây subscribe kênh YouTube nữa nha các bạn. Rồi các bạn bấm nhanh nút submit đi tên nè. Rồi các bạn bấm next tab nè. Rồi các bạn gửi lời các bạn cũng mở cái trang trader của mình ra chỗ này nè các bạn. Thân các bạn. Rồi các bạn nhập vào rồi các bạn nhấp vào cộng anh em MMO của mình nè các bạn. Đây trang trader của mình nè. A cộng MMO nè. Ngọc Anh. Rồi các bạn gỡ nha. Rồi các bạn gỡ địa chỉ BNB Smart Chain Wallet nha các bạn. Rồi bạn mở ví chút wallet của mình ra nè. Các bạn nhấp vào vô cộng trên đây nè các bạn. Hai dấu gạch nè. Trên cùng trên nè các bạn. Các bạn gõ chữ Smart Chain BNB nè các bạn. Con này chạy trên Bet20 nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Giá con này lên tài. Rồi các bạn gửi ra cho bot nha các bạn. Rồi. Các bạn bấm balance để check số cần nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 0.03 top cần nè các bạn. Bấm vào đi, kết link lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm top cần nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Dừng.